Alo, alo, chào anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của Khải. Ok anh em ơi, vẫn là tài xỉu thôi anh em, nói chung là tranh thủ anh em vào làm tí, kiếm tí anh em nhỉ. Nói chung hôm nay tôi để lúc mua 7,6 anh em nhá, vốn 7,6 tôi cày lên cho anh em xem. Như anh em cứ nghĩ là phải vốn tầm và 2-30M anh em đánh mới bõ, đánh mới lãi được, không phải đâu. Chứ anh em biết chơi nha, game nào vậy thôi anh em có thể mang 1-200k anh em, và anh em có thể kiếm một vài m được. Kiếm nhiều thì cá nhân Khải không không nói, nhưng mà kiếm tầm tầm 20% 30% số vốn anh em có nha, không gì là khó cả. Quan trọng anh em phải biết cách bắt cầu, biết cách chơi, ok chưa? Đó, hôm nay 7-6 này, trong mục tiêu đưa ra anh em chốt lãi nha, tầm 10M anh em nhé, cả gốc cả lãi 10M. Cầu đẹp thì có thể hơn anh em này, ok đó, check tí cầu anh em, lẻ này, lẻ về tài một thuận này. Ok, lẻ về tài một thuận này. Ô, tính trước là gì đây? Lẻ này, lẻ về xỉu một nghịch này. Chẵn này về tài một nghịch này. Lẻ này, cái này chốt tài đẹp luôn anh em này. Chốt tài đẹp luôn đấy, 22 luôn đấy. Ô, đi mẹ mày xỉu luôn này. Lẻ về xỉu công nghịch này. Ai già, ba tay công nghịch em này. Ai già, rồi. Ồ, đéo phải rồi, nhầm anh em. Nhầm. Ui, đây là lẻ về xỉu 1 nghịch này. Chẵn về tài 2 nghịch này. Lẻ về xỉu 3 nghịch, bắt em nghịch anh em. Đi bẻ tầm này. Bắt tiếng cầu bệt anh em nha. Bệt đi. Đi bẻ theo tôi nháp một tiếng cầu bệt anh em nha. 8 một không bằng 8, chẵn này chút tài nha. Nháp anh em ạ. Thôi, tiếng này đi mẹ mở mút anh em ạ. Cho 6k lẻ đi. Chốt anh em. Nhấp tiếng 1-1 anh em nhá. Đó. Cầu chưa rõ rệt đấy, có thể anh em đánh nhỏ hoặc là anh em bỏ được không sao. Còn tiếng kết thì chắc chắn anh em phải vào rồi đúng không? Tiếng kết thì anh em phải biết là cầu nó chỉ tầm 2-3 tiếng đẹp thôi. Và tầm đó không chốt được ấy, thì thôi ngại đến nại anh em luôn đấy. Liệu về tài không? Tài có về đâu? Đi mẹ mày xỉu luôn, 3-1 nó hũ không? Không hũ luôn anh em này. À có hũ này. À có hũ anh em này. Chẵn về xỉu cầu thuận này, địt mẹ lại cầu 33 anh em ạ. Ngay dạ giờ này 33 cầu ra nhiều, khung 33 anh em nhá. Đây anh em này, lẻ này. Lẻ này, lẻ về xỉu 1 nghịch này, chẵn về tài 2 nghịch này, lẻ về xỉu 3 nghịch này, chẵn về xỉu này, một thuận này. Đấy, 3 nghịch một thuận rồi, cầu có thể 3 nghịch 3 thuận anh em nhá. Tiếng này anh em có thể chốt tiếng cầu thuận nhá. Nhẹ nhàng anh em nhá. Đấy, 3 cộng 1 bằng 4 lẻ này. À chẵn này, chẵn chốt xỉu nhá. Đây này anh em này. Quan trọng là tiếng này anh em này. Cầu khuân ấy, cầu mẹ mà chạy đúng cái cầu mà anh em mẹ hay gặp ấy, anh em tranh thủ anh em tự tin anh em vào tiền. Chứ nhiều anh em đánh mẹ cầu đỏ, anh em toàn bỏ và đánh ít cầu đen, cứ nghĩ là cầu đẹp của anh em vào pha thật toàn đi ngược thôi. Cái quan trọng anh em mà đọc ra cầu ấy. Nó này quan trọng anh em này. Nào, đi mẹ mày uy tín cho anh em. Thế này anh em chốt tiếng cầu thuận với cho tôi. Đấy, phân tích cầu cho anh em rồi đúng không? Cứ thế mà đánh thôi anh em ạ. 3 nghịch rồi, 2 thuận rồi anh em này. Tiếng này anh em nhá, chốt cầu thuận tiếp cho tôi. 5 cộng 2 bằng 7 lẻ, chốt tài. Được ăn tôi chịu anh em nhá. 7-6 này. Chốt anh em này. Chốt luôn anh em. Địt mẹ thế này tôi đầu tư M6 nhá. Nói chung là bú được M2 anh em ạ. 7-6 vốn mà. Đấy, tiếng này tôi đầu tư thêm M2 anh em nhá. Đầu M2 số lãi luôn đấy. Chơi lớn anh em nhá. Đầu tư lớn anh em ạ thì nó rủi ro cao nhưng mà lợi nhuận thấp, đúng không anh em? Cái gì nó có hai mặt anh em ạ. Mình là người chơi mà, nói chung là phải có người thắng người thua. Nhưng mà cá nhân lại Khải mong muốn thì anh em nào xem video này của Khải, anh em yêu quý Khải luôn luôn là người giành chiến thắng nhá. Rời chân này anh em ơi, rời chân không? 6 rồi. Đi mẹ ok luôn. 11 nút. Ngon chơi anh em. Đấy, lẻ về tài cầu thuận này 33 chơi anh em. Thơm như muối mít anh em này. Mẹ uy tín luôn anh em nhá. Tiếng này anh em chúc công nghịch cho tôi đúng không? Hết có 3 rồi anh em tiếp chúc công nghịch cho này. Bắt cầu 11 và cầu bệt tiếp anh em nhá. 11 cộng 3 14 chẵn này. Ôi có lãi rồi anh em.
cái này nha, 509 anh em ạ. Bắt đầu mày có lãi rồi anh em biết rồi, phong cách của Khải nha, khi có lãi rồi thật anh em ạ, khó ông nào mà như vậy mà ăn được số lãi của Khải lắm. Chớm thua một hai tay nhá, tay này thua nhá, tay sau check cầu mà đấu đẹp nhá là đi nghỉ anh em, không không quan trọng anh em lãi nhiều là ít, cứ có lãi là anh em nghỉ được rồi. Nói chung năng nhặt chuẩn bị anh em ạ, có nhỏ thì mới có to anh em nha. Mấy hai là mục tiêu Khải đưa ra là chốt lãi tầm khoảng trên 10 m này, hoàn thành rồi anh em. Tiếng này mà ăn nha thì sau này vẫn vã tiếp anh em, vã tiếp của mình. Ôi xỉu luôn này, 622 này. Thôi nghỉ anh em nha, ok chẳng phải xỉu cố thuận này, nghỉ thôi. Đấy, nói chung là video Khải chơi nhá, cũng chia sẻ cho anh em những cái gì mà Khải đang vận hành, đang chơi thì cũng là chia sẻ đến cho anh em, những anh em mới cũng như anh như Khải cái cách chơi làm sao mà ok nhất. Đấy, Khải cũng nhấn mạnh cho anh em về cái cách chơi, cái bắt cầu nhá, bắt cầu nào vậy thôi anh em, chú anh em vẫn tính ra kết quả rồi đúng không, cầu chẵn chẵn đấy, cầu thuận đấy thì anh em mới xỉu đấy anh ta. Ngược lại thi thoảng những cái nó ra những tiếng cầu nghịch ấy, chẵn tay này xỉu anh em phải biết được cái dạng cầu nó chạy như thế nào thì anh em mình vào tiền làm sao mà nó hiệu quả nhất. Ok, đấy thì video Khải với số vốn là 7m6 anh em nhá, chốt lãi cũng được 3m5 rồi anh em, cũng là đạt được cái mong muốn trước khi chơi rồi, thì video Khải cũng xin phép dừng tại đây. Đấy, anh em ở video gần nhất nhá, chào anh em.